Hello. Xin chào các bạn, trở lại với kênh YouTube của Ngôi Nhà Rất Nha Trang. Như thường lệ mình lại là Hoàng Giang đây. Thì sáng hôm nay mình có trao đổi với một người em á, về cái việc mà gặp khó khăn trong cái việc mà viết content, viết nội dung mà để đăng lên các cái trang web cũng như đăng lên Facebook để tìm kiếm khách hàng. Thì mình thực ra mình có giải thích cho người em á, thứ nhất là đây là em không chịu làm, thứ hai là em cảm thấy nó khó quá, em không dám làm, cho nên em mới không làm được thôi. Cho nên qua đó thì mình có ngồi trưa nay mình ngồi mình tranh thủ, sau khi đi công việc về mình tranh thủ mình viết những cái tip nhỏ, những cái cách mà giúp chúng ta viết nội dung, viết quảng cáo mà làm cho khách hàng đọc và sẵn sàng alo chúng ta để hỏi sản phẩm ngay, vô cùng đơn giản, vô cùng dễ dàng các bạn ạ. Các bạn xem nhé. Thì chủ đề hôm nay là cách viết quảng cáo làm sao mà bạn đạt được gì sau khi viết quảng cáo này, giúp khách hàng tiếp cận bạn nhanh. Thì video này là mang đến bạn những cái cách mà vô cùng đơn giản để các bạn vượt qua cái rào cản lâu nay chúng ta sợ hãi và suy nghĩ viết quảng cáo vô cùng khó, nhưng mà thực ra nó rất là dễ. Đây là mình lặp lại lần thứ hai, mục đích không phải là mình nói lại đâu, mà là mình cố cái tình mình nói để cho các bạn nghe và làm nhá. Chúng ta vào hành động nhá. Cái thứ nhất á là chúng ta phải, trước khi viết về một sản phẩm nào đó thì chúng ta phải xác định được cái đối tượng chúng ta viết á, cái người ta muốn nghe á là ai, thì chúng ta viết cái ngôn ngữ của họ để cho họ nghe. Tại vì khi chúng ta ví dụ chúng ta tìm về sản phẩm thời trang đi, như son môi người phụ nữ á, thì khi chúng ta đọc cái content về son môi á thì cảm giác như là họ đang viết cho mình đấy. Thế cho nên cái điều này là cái điều mà khách hàng happy nhất. Nên cái việc đầu tiên các bạn phải chú ý là phải xác định khách hàng mình là ai và viết theo cái ngôn ngữ của họ. Rồi cách thứ hai là nắm được những cái lợi ích của sản phẩm, của bất động sản nó mang lại cho khách hàng là gì, sau đó liệt kê ra hết, viết ra hết. Tại vì 80% người đọc á, họ nhìn vào á, một cái bài viết dài á, thì họ sẽ tìm đến nhìn cái lợi ích khi họ mua sản phẩm và họ được cái gì khi mua bất động sản của bạn. Đấy. Cái thứ ba là cái tiêu đề phải cực kỳ hay và lôi cuốn, có sức lôi cuốn cực kỳ luôn. Thay vì chúng ta có một cái tiêu đề này mua được bất động sản chỉ trong một tuần, thì chúng ta thay bằng các cái từ như là dễ dàng mua được bất động sản chỉ sau một tuần, hoặc là cái tiêu đề là đã có cách giúp chúng ta mua được bất động sản chỉ sau một tuần tham khảo. Đấy, các bạn thấy hay không? Và cách thứ tư á, là chúng ta phải viết nhiều tiêu đề khác nhau. Ví dụ một sản phẩm bất động sản thì chúng ta chia làm 3-4 tiêu đề, chúng ta viết và chúng ta post lên mạng. Cái nội dung ở phía sau thì có thể giống nhau nhưng tiêu đề khác nhau, thì những cái tiêu đề này sẽ lôi kéo từng người khách hàng nhận có cái sở thích đó, họ vào đọc cái nào thì vô tình chúng ta sẽ tiếp cận được rất là nhiều khách hàng bằng cách nhân bản các bài viết nhưng mà thay bằng các tiêu đề khác nhau. Là cái thứ tư. Cái thứ năm là trong cái nội dung bài viết đó, thì các bạn không nên dùng những cái từ ngữ mà lấp lửng. Những từ ngữ lấp lửng ở đây tiêu biểu như từ nào này? Thứ nhất là cái từ hy vọng này, thứ hai là cái từ cố gắng, thứ ba là cái từ dường như. Thay vào đó chúng ta phải thay bằng những cái từ rất là mạnh mẽ để khách hàng đọc vào, cái tỷ lệ chốt deal đã cao hơn. Hay là ví dụ từ sẽ mua, hay là sau khi đọc này sẽ chắc chắn mua, chắc chắn xin lời. Đấy. Đấy, cái thứ năm nha các bạn nha, thấy hay không? Rồi cái thứ sáu á, là cái câu cú trong cái đoạn chúng ta viết content á, nó phải ngắn gọn, không có miên man gì hết á, ngắn gọn, xúc tích, chạm tới cảm xúc. Rồi cái thứ bảy là gần cuối bài chúng ta nêu những cái bằng chứng mà thuyết phục khách hàng bằng cái ví dụ lịch sử đã từng có những khách hàng mua bất động sản này nhưng chỉ sau 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng họ đã xin lời khoảng 20-30%. Đây là những bằng chứng xác thực có thật. Đấy. Trên đây là chỉ cái 7 cái tip nhỏ thôi mà các bạn cần nắm để viết content. Mình chắc chắn là sau khi xem video clip này và áp dụng ngay những cái tip này thì các bạn sẽ có luôn lượng khách hàng gọi điện cho mình sau khi post bài. Nghe thì các bạn không tin nhưng mà để kiểm chứng điều này á thì các bạn làm ngay đi. Ngay lập tức sau khi xem video này á, hãy làm ngay cái mình chỉ á. Nha, làm ngay lập tức, chỉ có các hành động mới ra kết quả thôi. Và một món quà đặc biệt dành cho những bạn xem video clip đến phút thứ 5 này này là các bạn hãy gõ cái email của mình
xuống cái comment này, comment của bài viết này này. Sau đó mình sẽ gửi tặng toàn bộ một cái file PDF mình soạn về 37 cách các bạn nhé, vô vàn luôn đấy, để viết quảng cáo mà thu khách hàng tốt nhất nhá. Các bạn nào muốn nhận quà thì hãy comment cái nick Facebook của mình này hoặc là email của mình xuống dưới video này, mình sẽ tặng ngay lập tức luôn nhá các bạn nhá. Các bạn thấy hay thì hãy like, share và theo dõi kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.